cả nhà. Hôm nay trên đường Thảo đi về Mỹ Tho đó, gặp cái bà cụ, bà đi chiếc xe đạp. Đấy, bà khắc khổ lắm. Hỏi thăm bà đi đâu, bà nói đi xin gạo mà hết gạo mất tiêu rồi, thôi bây giờ đi về nhà. Nói bạn có chồng con gì đi xin gạo người ta cho. Cái người chờ là đi chợ giùm bà vậy thôi à, chứ không có bà con gì hết. Nghe nói vậy đó thì đi chạy đi về nhà. Nói vậy thôi, bà về nhà đi, con ghé thăm nhà bà. Biết nhà bà đâu nè. Gần tới rồi á bà ha. 89 tuổi mà minh mẫn dữ. Đội cái khăn rằn á. Vậy mà ngồi xe đạp còn ngon lành mới ghê chứ. Nghe rất là thính luôn. Dạ, nói chuyện nhò nhò nhưng mà nghe rất là thính. Cái này mà ai nói xấu bà lắm được á nè. Cười. Này thôi tắt máy để mà đi về. Dạ, về nhà rồi chuyện thêm. Tới cái hẻm vô nhà bà rồi. Tới nhà rồi hả cô? To nhà to vậy? Bé trai hay gì á? Dạ, bé trai. Bé trai là của nhà cô bà luôn à? Của người cháu bà. Cháu bà. Đầu xe đấy, vô coi thử thăm, hỏi thăm bà cái là. Bà mua bán hay là ai mua? Cháu bán. Cháu. Dạ. Đây là nhà bà ha. Có chỗ bà ở đây có một chút. Đây là nhà nước cho hay sao vậy cô? Nhà của mấy gì mà cũng như chuối à, sướng thấy đất cho. Thật cho, nhưng mà đất này đất của ai? Đất của nhà. Của cha mẹ đất, đất của bà. À có cô là cháu bà hả? Vậy sao nói bạn có người thân? Không có chồng con nhưng mà có người cháu ha. À kêu cô ruột hả bà? Dạ. Cho con hỏi thăm cô cái nha, tại con thấy bà khó khăn thì con muốn quay phim để mà giúp đời được cái gì thì giúp á mà ha. À cô là ở với bà luôn hả? Tôi ở riêng ở trong Đậu Thạnh á, nhưng mà về ấy ban đêm cho bà là bệnh hoạn á. À lo ban đêm cho bà. Dạ, rồi ban ngày thì cô về trong gia đình cô. Rồi ban ngày đi mua dây chai đi rồi lụm dây chai về trong Đậu Thạnh á. Dạ, rồi là dây chai này là của cô á hả? Ừ, dây chai của tôi lụm về để dành đó ấy bán. Dạ. Rồi con quay qua hỏi thăm bà ha. Dạ. Hồi nãy bà nói bà 89 tuổi hả? 89. Dạ. Vậy là có tiền nhà nước rồi bà ha. Con tháng 270. 270. Dạ. Cảm ơn. Dạ, rồi cô ngồi ghế đi, cô ngồi ghế đi. Dạ. Cô ngồi đi, con hỏi thăm xíu. Cô là ở gần đây luôn hả? Dạ, không có, ở bên phường 18. Bên kia. Nhưng mà qua chợ bà đi xin gạo. Dạ, hai người đi, bả đi mười mấy năm nay đi. Mười mấy năm nay cứ đi chân gào vậy đó hả? Dạ, đi bộ á. Dạ. Chở đi rồi lượm ve chai luôn. Rồi đi lượm ve chai luôn, bà cũng lượm ve chai luôn hả bà? Dạ, lượm luôn chứ. Như bà, tới nhà người ta đó, bả ngồi vậy nè, cái người ta đem ve chai lại cho bả. Dạ. Tôi đi lượm xong, tôi bán rồi lại bán giùm bả, lại hai người kè về. Dạ, không có bà con gì hết. Không. Đi mười mấy năm quen bả rồi. Dạ. Rồi hồi nãy đi chân gào ở đâu vậy bà? Đi nên nói trên đầu cầu quay cho cô quay cho hướng đảo lên thì không có rồi chạy chạy về rồi ta kêu chạy lên nữa. Rồi gặp con ha. Dạ. Con thấy là đèo, con tưởng làm hai mẹ con. Dạ. Thấy đèo đi ngoài đường mà thấy đèo bà cụ tôi á. Cũng hên. Gặp con có gì đâu hên. Cũng nhờ chú cũng được ký hai ký gạo ăn cũng đỡ qua ngày. À dạ, vậy thôi chúc con cho cô chục ký gạo ha. Dạ. Cô lấy về ăn ha. Dạ. Con không có đem theo nhưng mà con đưa tiền cô đi mua. Dạ, được không? Dạ được. Dạ. Cô có chồng con gì không? Có chồng mà chồng cũng bị bệnh rồi hai đứa con thì như ở riêng rồi mướn nhà cũng như nguyên căn gì 600. Dạ. Mà ở được có một phút từ đó ra đây vậy à. À. Bao nhiêu của chủ nhà nó dột với nuôi gà đổ trên. Dạ dạ. Rồi cô đi làm gì có tiền sống cô? Ngày gửi 20 đi lượm ve chai. À ngày lượm ve chai kiếm được 20 ngàn. Gửi món người ta đóng tiền nhà.
À dạ dạ. Nước thì chính thức có cho máy. Dạ. Cho con hỏi cô tên gì? Dạ tên Gì. Tên Gì hả? Rì á, Rì á. Rồi rồi Rì Rì. Rì Rì năng Rì. Dạ. Cô tên gì Rì cô? Lê Thị Rị. Lê Thị Rị. Cô năm nay chắc là 6 mấy rồi quá? Dạ 64. 64 dạ. Ừ. Bà cho con hỏi bà tên gì bà? Dạ tên Út Cầu. Út Cầu hả bà? Ăn cầu á hả? Ăn cầu á, có Út Cầu. À ăn cầu cho nên đặt Út Cầu luôn. À, mà tên thật trong giấy của mình là tên là Đinh Thị Điểu. Đinh Thị Điểu. Dạ. À, tên bà Út Út Cầu. Tuổi. Dạ, bà 89 mà còn minh mẫn quá ha. À, nói chuyện minh mẫn lắm. Không chồng con gì luôn. Không có chồng, không có con. Đó giờ chưa có chồng. Dạ, rồi bà có anh chị em gì không? Dạ không. Chết hết rồi. Chết hết chứ còn có phải có anh chị em mới có cháu ruột đây chứ. Anh của bà này chết là ba bà này. Dạ. Đó đó đó. Có mình cô à cô? Dạ, đó có chồng dạ. Có con ở riêng. Ờ riêng dạ. Tối thấy như vậy sợ nhiều khi ra mơm đó. Dạ. Thành ra nó dữ ghê. À, trời mưa đang đi mà gặp trời mưa. Chú ở đâu là chú? Con ở Sài Gòn. Dạ. Dạ. Mà xuống phía dưới này. Con đi nhiều tỉnh dưới này lắm luôn á. Đây. Làm chú tí đó, vậy trên Sài Gòn cũng có cho tụi tôi nữa. À có cho chưa? Dạ có cho. À. À chú cho được hai kỳ đó đi tuốt lên trên lương á. Dạ. Chú cho người được 500. Rồi. Rồi sau chú xuống đây chú cho người 100 đô. Dạ. Với tiền lẻ cho bà được 2 triệu hay 3 triệu gì ai gửi cho á. À vậy là mừng rồi, là có cũng có người biết hoàn cảnh bà cũng có quay giúp ha. Cũng đi ngoài đường gặp như chú luôn. Vậy hả? Vậy là có duyên đó. Dạ. Vậy là cũng có duyên mới gặp được bà ngoài đường á chứ. Cũng đi gặp chú như vậy mà đi gặp vé đó là gặp tuốt trung lương là. Gặp tuốt ngoài trung lương mà đi đâu ngoài trung lương dữ cô? Lụm vậy xa đâu cũng đi hết. Dạ. Đó chú đó là chú về rồi sau chú kêu cho số điện thoại rồi chú điện xuống chú kiếm nhà. Dạ. Nhà là gần đây cô ha. Dạ. À rồi ngày nào bà cũng đi lượm chung với trai với nhau hết hả? Đi chiếc xe về sao chở hết? Có bao á, bỏ vô rồi cái bà ngồi đó chứ ngồi á, ở lại chỗ vừa bán. Dạ. Trở lại bán rồi xong rồi trở về. À. Rồi là cứ ngày bán có mấy chục ngàn cái bà ha. Dạ. Bà ngày lượm được 20 ngàn không bà? Ở đó, cả 10 năm à. Có khi 30, có khi 40. Theo à. Dạ, tùy theo ngày. Điện có đồ. Người ta có đồ ngày để dành đã cho. Dạ. Thì được khá. À. Có đồ rẻ dữ lắm. Dạ. Đồ nhiều mà bán rẻ vậy. Dạ. À, cái nhà này là tình thương họ cất cho mình hay sao ạ? Dạ, của họ chung một niềm vui. Chung một niềm vui. Cất lâu chưa cô? Cất tháng 7 năm rồi. À, vậy là hơn năm rồi. Dạ. Đất này đất của bà xưa giờ luôn cô hả? Đất xưa tới giờ luôn của bà. Dạ, để cho bà. Chú ở giờ không có đất đâu đó. Dạ, nhưng mà người ta cất cho cái nhà rồi nè. Dạ, cũng mừng á. Dạ, còn mừng, có khang trang chứ chắc cái nhà hồi trước là cũng sập xê lắm rồi ta đi. Dạ, cái nhà trước là vô, không muốn dám vô, mấy cổ dám vô, sợ sập à. Dạ, Mấy cậu nó xuống mà tưởng là sập đèn cũng chết rồi, cũng dạ. Mới vừa đưa cái búa lên ca. Chưa đúng vậy chơi nó bằng cái gầm. Vậy mà bà ở suốt thời gian đó vẫn sao hên ha. Sao. Dạ. Trời mưa đâu dám ở nhà ra ngoài đứng. Dạ. Rồi bà, bà ở vậy là ăn uống sao bà tự nấu à? Dạ, có năm nhờ chồng cháu với cô này nè, cũng nấu nhà nấu. À cho cô nói tối. Bà đi cho ăn hết rồi ăn hoàng có tối nó mới đi về. Dạ, tối mới về ha. Dạ. Đi dạ. Người ta cho cơm từ thiện. Dạ. Người ta cho cơm đó. À. Bà kể có gì kể hết ha. Dạ, có thiệt mình nói thiệt. Dạ. Bà là chưa giờ là gốc Mỹ Tho mình luôn rồi bà gốc hả? Đây này, gốc nhau cắt xuống đây. Dạ. Ở ông bà, cha mẹ đẻ à. Nhưng mà không có lập gia đình thôi bà ha. Dạ, ở lập gia đình thì giờ có con có cháu nó vui. Dạ. Anh ấy hồi đó đi mà con bà mẹ rồi, bà mẹ nói bà nói chừng nào mẹ qua đời bà lấy chồng. Dạ. Mẹ qua đời tới 100 tuổi, bà 7 mấy tuổi rồi. À vậy đó hả? Lấy chồng. hứa mẹ qua đời mà mẹ sống lúc thò quá mà. Dạ. Hôm nay không đi lừa mấy trai hả bà? Dạ
không có bị mất gạo hả? À mất cái xin gạo. Là ngày đi đó ngồi đó cũng đi nữa. Chúng là đi nữa hả? Thì đi ai cho hiểu lên đi lượm dây chai đó. Vậy mai mỗi con ghé thăm bà mà bà không có ở nhà thì sao? Có gì chú cho số điện thoại, có số điện thoại. Số điện thoại của ai? Số thằng cô dạ, hả? Tôi. À vậy hả? Để con lấy cái máy con lưu vô ha. Dạ. Chứ lỡ mà bà với cô cứ đạp xe đi lượm vòng vòng ngoài đường biết dạ. Đâu mà lần. Dạ đi ngoài đường đó. Ở đây là đường gì cô? Bộ Lĩnh. Đường đến Bộ Lĩnh. Có cái chỗ này có hẹn có để gì không? Ở đây là trên Bộ Lĩnh cảng cá. Vô cảng cá hả? À, vô cảng cá. Cá nhưng mà đi xuống thấy cây dừa chết cái ngọn nó không có ấy đó. Dạ. Có lá. Đây là phường 2. Dạ. Ở dưới chè Ba Bắc đó. Dạ, phường 2 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Để con lấy cái điện thoại con lưu cái số điện thoại vô cái nha. À. Dạ. À, bà ơi, hôm nay con ghé con thăm bà đó. À, có duyên con đi ngoài đường con gặp bà ha. Thì dạ có cái số tiền 1 triệu đồng của cô Mai Bảo An ở bên Mỹ á. Dạ. Cô gửi biểu cho bà này, bà có tiền mua gạo nha. Dạ. Dạ. Đây con đưa cho bà này 400.000 này bà. Dạ. Đây 400 nữa là 800. Đây 200 là 1 triệu bà ha. Dạ, của cô Mai Bảo An ở bên Mỹ á. Dạ. Cô gửi biểu cho bà rồi bà mua gạo. Dạ. Trong cái dịp tháng 7 này bà khỏi phải đi xin ha. Dạ. Dạ. À còn cái này là đây con gửi cho cô để cô mua chục ký gạo ăn ha. Dạ, cái đó khỏi phải đi xin. Dạ. Cái đó đủ mua gạo không? Dạ đủ. Dạ, vậy thôi được rồi. Dạ. Ừ. Cảm ơn bà. Dạ, vậy thôi mừng bà ha. Dạ mừng. Nào, gặp gỡ nhau. Dạ. Cảm ơn cô Mỹ. Dạ. Dạ. Vậy thôi con đi nha. Dạ, rồi con mừng. Chào bà. Dạ, dạ. Dạ. Thôi bà đừng có già, tôi con còn nhỏ mà. Nhỏ mình giữ theo phép lực. Thôi đừng có dù phép mình. Con cháu. Dạ. Tụi con nhỏ lắm. Dạ. Vậy thôi con đi nha. Dạ dạ. Dạ. Đây ạ, à, mình đi. Dạ. Đi theo. Giờ đi nữa hả? Dạ đi lên lấy gạo nữa. À, cứ đi lấy gạo nữa hả? Trời ơi. Dạ vậy thôi cứ đi. Bỏ nó có rớt không? Con cất coi nó rớt nha. Dạ, cất coi nó rớt trời. À, cái đóng ve chai này mà sao bà không giòn ấy bà? Dạ. 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 Thì giờ đi nữa ha. Đây. Cái này là phải chai đem về đi hả cô hả? Dạ. À cô là bên đối diện hả? Dạ suốt bên đây chú lên nhà không? Dạ thôi được rồi con ghé thăm cái vậy thôi. Chiếc xe đạp này theo cô xưa giờ luôn á hả? Tưởng làm hai mẹ con chứ. Người dân mà chở nhau đi cũng hay á hả? Đi mười mấy năm mới đi lượm ve chai với nhau vậy. Bà đi bộ. Dạ. Bà thấy đường không? Thấy mờ mờ hả? Dạ. Rồi vậy thôi cô với bà đi nha. Dạ. 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 Vậy thôi. Dạ. Dạ đi xin gạo nữa đó. Có gạo rồi xin nữa. Vậy thôi đi nha. Dạ bà đi. Cô đi á. Dạ.